giá lẫn lực. Rồi đọc ra luôn, đọc ra xem thử. Còn để gửi cái này trước đi, bữa khác này gửi tiếp. Đây gồm các sách, đó là Kinh Vô Lượng Thọ, Khi Chưa Về, Kinh A Di Đà, Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Đệ Tử Quy, sách Đệ Tử Quy, Liễu Phàm Tứ Huấn. Liễu Phàm Tứ Huấn rồi. Còn có lịch nữa. Lịch Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nhưng mà hiện tại bây giờ là lịch chưa về. Bữa giờ có một số Phật tử là thỉnh, xin thỉnh, nhưng mà nhận hóa chưa có thời gian để nhận hóa gửi đi. Thì thôi bây giờ gửi một đợt trước, rồi sau này đó là Kinh A Di Đà. Quyển kinh đẹp lắm, mở ra đi. Đẹp chứ hả? Vì xanh ở trong. Chữ màu luôn. In màu luôn. In màu đẹp hả? Kinh sách in đẹp. Kinh đây là mới về nha. Đây là đợt đầu. Các thầy đưa về, còn một số chưa về tới nơi, nhưng mà người hóa sẽ gửi, tại vì có một số Phật tử cần thiết chúng ta có để đọc. Có Kinh Vô Lượng Thọ nữa. Các sách về Phật giáo rất hay. Đây là những kinh Tam Đà, những kinh công nhận đẹp thiệt. Chúng thấy in màu luôn, rất là đẹp. Có cô ở Thừa Thiên Huế thỉnh kinh. Bạn Trần Liên nhắn vào Messenger cho thầy, chứ ở trên đây là họ xóa cái số điện thoại của mình á, nên thành ra thầy sẽ không biết được để nhắn đâu. Nhắn lại cho thầy cái số điện thoại, hình như ở trên Facebook nó đã che số điện thoại của mình rồi. Các bạn nào chưa có thể nhận nha. Sắp tới đây sẽ có lịch 2025 nữa. Lịch Phật giáo về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng rất hay, nhưng mà hiện tại chưa về. Đó Quyền Đệ Tử Quy không thầy? Đó lắm con. Đây thầy ra đây thì... Vâng, thầy nhận được có chữ, có tô màu. Đây là vừa giúp các bé là vừa có thể học mà vừa có thể tô màu nha. Đây là Nguyễn Đạo Làm Con, dạy về cách dạy làm một người con hiếu thảo, vừa có tranh màu mà vừa có tranh để mà vẽ. Nào
tô màu tập viết hả? Tập viết luôn hả? Tập viết. Nên nó quyển dày đúng không? Viết tập tô màu luôn. Ở nhà có con trẻ các bạn có thể thỉnh anh Dũng Hát sẽ gửi tặng kinh sách tặng miễn phí cho đại chúng. Đại chúng chịu khó để khi mình thỉnh rồi mình để điện thoại để mình nhận hàng nha. Còn cái tiền phí mà tiền phí vận chuyển, phí ship chắc là đại chúng hoan hỷ rồi. Đại chúng sẽ thanh toán giùm mẹ Nhận Hóa cái phí ship thôi, chắc cỡ vài chục ngàn thôi, hai ba chục hay gì đó. Trước thì Nhận Hóa tặng, nhưng đợt này Nhận Hóa muốn để dành cái phần tiền còn lại đó để in thêm các sách nữa. Đây, học Phật đúng pháp. Hòa Thượng Tịnh Không giả, hôm nay Hòa Thượng Tịnh Không giả. Đó là nếu đại chúng có thể là ngày mốt là Nhận Hóa sẽ gửi đó. Tại vì cũng rất là nhiều bạn đã thỉnh rồi, nhưng mà bữa giờ Nhận Hóa bận chưa sắp xếp được để thỉnh, để tặng. Vì để muốn đặt thêm các kinh sách này nữa mới gửi tặng cho mọi người. Bạn nhớ để số điện thoại, tên người nhận, địa chỉ, Nhận Hóa sẽ gửi cho. Để cứ nhắn vào Messenger là sẽ gửi tới nơi. Học Phật đúng pháp. Quyển này to nên một luôn, quyển to. Thầy lấy mấy quyển kinh Vô Lượng Thọ ra cho mọi người thấy. Rồi, có một số người thỉnh kinh Vô Lượng Thọ. Đây các sách cái đó bên về lấy đặt thêm. Đây là kinh Vô Lượng Thọ nha. Thì tất là có thể là sáng mai bắt đầu Nhận Hóa sẽ cho các cụ đóng gói lại và gửi cho mọi người đó. Nên ai thỉnh thì chúng ta nhắn sớm để có thể nhận sớm nha. Đây là kinh A Di Đà. Nhận Hóa thấy quyển kinh này cũng rất đẹp, in màu rất là đẹp. Đây, cái... Có một số Phật tử đợt trước Nhận Hóa cũng tặng kinh Vô Lượng Thọ nhiều. Thì nếu bạn nào có rồi thì cũng là kinh bản kinh đợt trước Nhận Hóa tặng, nên mọi người ai chưa có thì nhận, còn ai có rồi thì muốn nhận nữa thì để tặng cho mọi người nhà thì thẳng thỉnh. Năm quyển. Đây là gồm 5 quyển nha. Kinh Vô Thọ, Kinh A Di Đà, Đề Đạo Lâm Câu, Tô Màu. Đó, thì bây giờ Nhận Hóa sẽ coi và bắt đầu sáng ngày mai sẽ đóng gói. Bây giờ sẽ ghi lại tên của những người, mọi người thỉnh và bưu điện họ về vào lấy. Học Phật đúng pháp. Đây là sách của Hòa Thượng. Nếu mọi người xuyên đọc sách thì thỉnh sách về đọc rất là hay. Không ai không thỉnh sách thì thỉnh kinh thì thỉnh kinh về đọc cũng được. Nhưng họ sách đọc kinh thì kinh. Vâng, A Di Đà Phật thôi. Những hóa tắt cái phiên phát trực tiếp này. Rồi bữa thì A Di Đà Phật.